Xin chào quý khách, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về công dụng của nhân sâm. Nhân sâm có tên khoa học là Panax ginseng, dân gian thường gọi tắt là sâm. Đây là loại cây khó trồng, sống lâu năm, cao chừng 0,6m, dễ mọc thành củ to. Phần được sử dụng là thân rễ và rễ đã phơi hay sấy khô của cây. Đặc tính mà sâm có được là nhờ vào môi trường mà nó sinh trưởng. Vậy nên ở các khu vực khác nhau sẽ cho tác dụng của nhân sâm không giống nhau. Sâm hoang dã thường mọc ở sườn núi với độ cao từ 500-1100m tại các quốc gia khác nhau. Song nổi tiếng nhất là tại Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vụ thu hoạch diễn ra vào mùa thu, khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Khi đó toàn bộ chất dinh dưỡng tập trung vào phần rễ. Do vậy phải thu hoạch ngay để có được sản phẩm đạt chất lượng cao. Thời điểm thu hoạch lý tưởng được thực hiện sau 6 năm trông. Bảo quản nhân sâm tươi sau khi mua về bạn đem ngâm trong chậu nước lạnh khoảng 10-15 phút để lớp đất bám trên sâm được loại bỏ. Sau đó, dùng bàn chải nhỏ chải nhẹ nhàng trên bề mặt. Bắt đầu từ thân rồi đến rễ nhỏ để làm sạch phần đất còn sót lại, rồi rửa qua 2 lần với nước lạnh. Lưu ý, khi rửa đến rễ chính hoặc rễ phụ, bạn nên dùng tay nâng đỡ phần dưới nhẹ nhàng, cẩn thận để tránh làm đứt gãy rễ sâm. Những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của nhân sâm. Dưỡng chất của nhân sâm giúp lưu thông máu làm cho da trở nên hồng hào căng bóng, tràn đầy sức sống, chống oxy hóa, giảm viêm. Ngoài ra còn cải thiện tâm trạng, trí nhớ, bổ sung năng lượng cho cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đặc biệt, nhân sâm có công dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ trí não, phát triển tư duy, trí tuệ, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư, ngăn ngừa lão hóa. Theo y học hiện đại, nhân sâm cũng là dược liệu quý hiếm có vị đắng, không độc, có tác dụng đại bổ nguyên khí, giúp bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể lực cho con người nhờ các thành phần hợp chất hữu cơ quan trọng như chất xơ magnesium, glycosylphenazine cùng với các vitamin B1, vitamin B2, các axit béo như axit palmitic. Nhân sâm uống lúc nào tốt? Dùng nhân sâm vào buổi tối có thể gây tỉnh táo, hưng phấn thần kinh dẫn đến khó ngủ. Vì vậy bạn chỉ nên uống hoặc ăn sâm vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Thời điểm uống sâm tốt nhất là khi đói bụng. Lúc này dạ dày đang trống rỗng, nên sẽ hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng có trong nhân sâm. Lưu ý khi sử dụng sâm, chỉ nên dùng từ 4 giờ, 10 giờ trên ngày. Người hay mất ngủ nhưng sức khỏe yếu, mà muốn dùng sâm nên dùng buổi sáng với liều lượng thấp, khoảng 2-3 giờ trên ngày. Với nhiều lợi ích tuyệt vời, nhân sâm được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như chữa bệnh. Dù được đánh giá là an toàn đối với hầu hết mọi đối tượng, nhưng nếu sử dụng nhân sâm với liều lượng cao kéo dài, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ như rối loạn giấc ngủ, đau đầu, buồn nôn, sảy thai, dị tật thai nhi nếu dùng trong thời gian mang bầu, rối loạn tiêu hóa, co giật, ngộ độc nhân sâm. Đối tượng không nên sử dụng sâm: phụ nữ trước ngày sinh, người bị cảm lạnh, phát sốt, người có vấn đề về viêm gan, mật, dạ dày, ruột cấp tính, trẻ em cơ thể yếu, kém ăn, chậm phát triển về thể lực và tinh thần có thể dùng nhân sâm, song không nên quá lạm dụng vì có thể làm cho trẻ bị kích dục sớm. Những món ăn tuyệt vời từ nhân sâm: gà tần sâm, cơm trộn nhân sâm, kim chi nhân sâm chiên giòn, canh nhân sâm hạt sen, nhân sâm nấu sườn và hạt bạch quả, salad nhân sâm. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sâm như sâm Mỹ, sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, mỗi loại đều có những tác dụng khác nhau. Vì thế các bạn nên hỏi trước ý kiến của bác sĩ để chọn được loại nhân sâm phù hợp. Đến với hệ thống nông sản sạch Dũng Hà, bạn sẽ được mua nhân sâm chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn. Nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn và cả gia đình. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Nhớ đăng ký và bật thông báo để đón xem nhiều hơn các sản phẩm của chúng tôi.